Điểm nhấn của F33 nằm ở những công nghệ tối tân và hiện đại, ngang tầm với những mẫu xe hiện nay ở trên thị trường quốc tế. Trong đó có 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm. Đây cũng là các mẫu xe SUV nằm trong nhóm có tính năng tự hành cấp độ 3. Bên cạnh đó, F33 sử dụng hệ thống tự lái điều khiển bởi chip Orin X, cho phép điều khiển và dẫn đường nhanh gấp 8 lần so với các thế hệ hiện tại. Hello, xin chào 500 anh em. Chỉ mới bước sang đầu năm 2021 thôi nhưng VinFast đã làm xôn xao làng xe Việt khi hãng xe của Việt Nam chính thức công bố 3 phiên bản phác thảo của các dòng xe mới. Trong đó nổi bật và đáng chú ý nhất phải kể tên tới là mẫu xe VinFast F33. Lý do mà tôi cho rằng nó nổi bật là bởi vì mẫu xe này sở hữu một cái kích thước rất to lớn, được định vị là nằm trong phân khúc SUV hạng E. Ngoài sử dụng động cơ xăng tăng áp, xe có cả phiên bản chạy điện. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu và phân tích xem VinFast F33 có những ưu điểm và lợi thế cạnh tranh nào để so sánh với các đối thủ trong phân khúc nha. Đầu tiên thì chúng ta hãy xác định các đối thủ nằm trong phân khúc cạnh tranh với VinFast F33. Nếu như là ở thị trường Mỹ, VinFast F33 phải đối đầu với Chevrolet Traverse, Kia Tourist. Còn lại thì ở tại thị trường Việt Nam, nó sẽ phải đương đầu với hai đối thủ là Ford Explorer và Hyundai Prius. Theo thông tin đến từ VinFast thì mẫu xe F33 có một kích thước chiều dài lên tới 5.120mm và trục cơ sở dài là 3.150mm. Nếu như so sánh thông số kỹ thuật với các đối thủ, anh em có thể thấy là F33 đang sở hữu một cái phần trục cơ sở xe thuộc dạng lớn nhất phân khúc. Tuy vậy thì chiều dài lại nhỏ hơn một chút so với thương hiệu đến từ Chevrolet. Hiện tại chúng tôi chưa rõ nền tảng khung gầm của F33 đang sử dụng được chia sẻ từ mẫu xe nào. Với những hình ảnh phác thảo bên trên màn hình, anh em sẽ cảm thấy trầm trồ về một cái phong cách thiết kế rất cơ bắp hầm hố của mẫu xe này. Phần đầu nổi bật với những dải đèn LED tạo thành hình cánh chim biểu tượng của VinFast, một trong những cái chi tiết đều đã xuất hiện trên cả 3 mẫu xe của Việt Nam, vừa có những cái nét đặc sắc riêng, vừa có cái gì đó nó rất phương Tây. Sự xuất hiện của những đường gân bên trên nắp capo hay bên dưới cản ba đợt sốc đều mang tới một không khí tôi cho rằng rất phá cách. Bên trong nội thất xe cũng vậy, F33 được phát triển theo cái triết lý lấy người dùng làm trung tâm. Nhìn vào những ảnh bên trên màn hình, chúng ta thấy được cái hơi thở của tương lai với buồng lái theo kiểu EcoPix được làm tối giản đến mức tối đa, giống với những mẫu xe điện của Tesla. Tạm gạt bỏ câu chuyện về thiết kế nội và ngoại thất, theo chia sẻ từ phía VinFast, điểm nhấn của F33 nằm ở những công nghệ tối tân và hiện đại, ngang tầm với những mẫu xe hiện nay ở trên thị trường quốc tế. Trong đó có 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm. Đây cũng là các mẫu xe SUV nằm trong nhóm có tính năng tự hành cấp độ 3. Bên cạnh đó, F33 sử dụng hệ thống tự lái điều khiển bởi chip Orin X, cho phép điều khiển và dẫn đường nhanh gấp 8 lần so với các thế hệ hiện tại. Ngoài ra, F33 cũng được trang bị thêm một số tính năng tự hành cấp độ 4 như tự động thiết lập bản đồ 3 chiều, cho phép tự động tìm chỗ và đỗ xe, triệu hồi xe, vân vân và vân vân, cùng khả năng kết nối với hệ thống giao thông và đô thị thông minh. Hiện nay các đối thủ trong phân khúc như mình đã liệt kê ban nãy đều không có những công nghệ tự hành cấp độ 4 như vậy. Với mức độ an toàn thì xe đều đạt được các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của thế giới, được đánh giá từ cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ, chứng nhận hạng 5 sao. Ngoài ra thì chương trình đánh giá xe mới của châu Âu Euro NCAP cũng chứng nhận cho chiếc xe này hạng 5 sao. Đây là những tiêu chuẩn mà chiếc xe nào cũng phải đạt được nếu muốn bán vào các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Và có lẽ chúng ta không cần phải bàn cãi quá nhiều về mức độ an toàn của xe nữa. Nếu như các đối thủ hiện nay ở trên thị trường không có phiên bản sử dụng hoàn toàn bằng động cơ điện, thì F33 có một phiên bản sử dụng động cơ 150kW. Pin mỗi lần sạc đầy có thể đi tối đa là 550km. Trong khi đó, hiện tại mẫu xe Tesla Model 3 Long Range sau mỗi lần sạc đầy có khả năng đi tối đa khoảng 530km. Tức là F33 đang có một cái khả năng vận hành tối ưu hơn so với Model 3 Long Range. Cá nhân tôi cho rằng đó chỉ là những con số được nhà sản xuất công bố. Còn trên thực tế, sau mỗi lần sạc đầy, VinFast F33 có khả năng chạy được 550 cây hay không thì chúng ta chưa có đủ bằng chứng và cơ sở. Tuy vậy thì bản sử dụng động cơ xăng lại chỉ được trang bị khối động cơ 2.0 lít, công suất là 228 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 350 Newton. Tôi nghĩ rằng đây là khối động cơ N20 của BMW được sử dụng cho cả hai mẫu xe VinFast Lux A và Lux SA 2.0. Và nếu như so sánh với các đối thủ thì tôi cho rằng khối động cơ 2.0 lít này thực sự không mang nhiều sức hấp dẫn vì dung tích động cơ nhỏ nhưng lại phải cõng lên mình một cái thân xác rất lớn. Bên cạnh đó, công suất máy lại khá khiêm tốn.
Theo như mình phỏng đoán thì chiến lược hướng tới sản xuất xe điện và phổ cập cho người Việt đầu tiên là hoàn toàn hết sức khôn ngoan. Lý do là trên thế giới, các quốc gia phương Tây đều đã ưu tiên sử dụng xe điện. Thậm chí, ở châu Âu, chính phủ Hà Lan còn hỗ trợ thêm 4.000 euro cho những ai mua xe điện. Quay trở lại với câu chuyện VinFast thì tôi cho rằng việc sản xuất xe điện và phổ cập cho người Việt là câu chuyện đi tắt đón đầu. Chứ nếu như hãng xe Việt chú trọng vào sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong, tương lai sẽ không thể nào bứt phá và tạo ra được sự khác biệt so với các hãng xe lớn ở trên thế giới. Ngành công nghiệp ô tô truyền thống đã có rất nhiều những tên tuổi và thị trường càng ngày càng khốc liệt ở trên thế giới. Muốn thành công trong tương lai thì phải sản xuất được ô tô điện. Hiện nay chỉ có hãng xe ô tô điện Tesla của tỷ phú Elon Musk là đang đi tiên phong trong lĩnh vực này. Còn lại tất cả các hãng xe truyền thống từ nhỏ đến lớn ở trên thế giới mới chỉ chập chững bước vào cuộc chơi. Vì vậy, VinFast hoàn toàn đang xuất phát đúng thời điểm và bắt kịp xu hướng chung của thế giới. Với những phân tích và chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình về chiếc xe VinFast F33, hy vọng anh em cũng đều có chung những suy nghĩ giống như mình. Anh em nghĩ sao về chiếc xe này thì hãy comment bình luận ở phần phía bên dưới nhé. Xin được cảm ơn anh em đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.